Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết số 3 bài 27 đường tròn, chu vi và diện tích hình tròn. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 108 nào. Mình sẽ đến với cái phần luyện tập này. Như vậy ở đây cái bài số 1, người ta hỏi cái gì? Hình nào có diện, hình nào dưới đây có chu vi là gì? Lớn nhất, đúng không nhỉ? Ok. Rồi, như vậy thì để biết xem cái hình nào ở đây chu vi lớn nhất thì chúng ta quan sát này. Hình thứ nhất này, đây là hình vuông, đúng không? Đây là hình chữ nhật và đây là hình tròn. Như vậy thì các em phải nhớ được công thức tính chu vi của hình vuông, đúng không? Đấy, mình phải nhớ được công thức tính chu vi, đúng không? Chu vi của hình vuông thì bằng gì nhỉ? À, thầy sẽ ghi lại ra đây nhá. Thì sẽ bằng cạnh nhân với gì? Nhân với chính nó, đúng không? Là cạnh nhân với cạnh, phải không? Phải không? À, cạnh nhân với 4 nha. Ok. Rồi, tương tự như vậy thì chu vi của cái hình chữ nhật này thì sẽ bằng gì các em? À, sẽ bằng chiều dài này nhân với chiều rộng. À không phải nhá, chiều dài cộng cho chiều rộng được bao nhiêu, chúng mình nhân nó cho 2. Ok. Thế còn chu vi của hình tròn? À, chu vi của hình tròn thì mình nhìn thấy ở đây người ta cho đây là cái gì? Đây là R chứ không phải là D, đúng không? Vậy thì chu vi của hình tròn này sẽ bằng 3,14, các em nhân cho 2 rồi nhân cho cái gì? Nhân cho R, đúng không? Đấy, đây là R chứ không phải là D, đúng không? Vậy thì giờ mình chỉ việc làm sao? Thay vào. Ok. Như vậy thì hình vuông này, hình thứ nhất này, thì chu vi ở đây sẽ bằng gì? Cạnh nhân với 4, tức là 5 nhân cho mấy? Nhân cho 4 này. Như vậy anh này bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 20 cm vuông. Được chưa? Rồi, thế còn chu vi của anh này sẽ bằng chiều dài, người ta cho đây là 7 cm, cộng cho 3 cm, nhân cho mấy? Nhân cho 2. 7 cộng với 3 bằng 10. 10 nhân với 2 cũng bằng bao nhiêu? 20 cm. Được chưa? Rồi, thế còn đây là chu vi của hình tròn này, 3,14, em nhân cho 2 rồi nhân cho mấy? Nhân cho 4. Đúng chưa? Ok. Như vậy cái này chúng ta nhân ra giấy, tại vì sao? Nó có phần số thập phân này. Ok nhá. 3,14 à. Chúng ta nhân cho 2. Rồi, chúng ta lại nhân cho mấy? Nhân tiếp cho 4. Như vậy anh này được bao nhiêu? 25. 25,12. Đơn vị đây cũng là gì? Cm. Đấy, như vậy thì mình nhìn thấy tất cả ở đây đều có đơn vị chung là cm. Vậy thì chúng ta chỉ việc so này. So cái cm này, 20, 20, 25. Vậy thì chu vi của hình nào là lớn nhất? Được chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ kết luận ngay. Hình nào? Hình tròn có chu vi lớn nhất. Được chưa nhỉ? Xong nhá. Ok. Rồi, chúng ta đến với bài số 2. Bài số 2 người ta cho như sau. À, đây là một hoạt cảnh giữa Bờm và Phú Ông, đúng không? Thằng Bờm có cái quạt mo, Phú Ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Ok. Rồi, ở đây là gì đây? Bờm thì uốn cái sợi dây thép thành cái khung gồm một hình tròn đường kính D cm.
và hai thanh làm tay cán, mỗi thanh dài b cm. Ok. Đấy, như vậy đây là gì? Đường kính này. Và hai cái thanh này này thì mỗi cái là dài b cm. Hỏi trong bức tranh dưới đây ai nói đúng? Thì Phú ông nói này, chiều dài sợi dây thép uốn thành cái khung này là b cộng cho 3,14 nhân d. Thế còn bờm nói là gì? Chiều dài sợi dây thép ấy là b cộng 2 cộng 3,14 nhân d chứ bác. Ok. Đấy, như vậy thì để biết xem ở đây ai là đúng, ai là sai thì chúng ta sẽ xét nào. Mình nhìn ở đây này thì đây sẽ được cái hình này á, thì bao gồm là một hình tròn đúng không, có đường kính là gì, d, và cái tay tay gì đây, cái tay tay cán này này hay là tay cầm của cái khung thép này này thì nó có b b nhưng mà nó là gì, hai cái thanh, như vậy cái b này phải có mấy, hai lần b đúng không. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ đi tính từng cái một nha. Mình sẽ tính cái thứ nhất là gì? Cái chu vi của cái hình tròn nhá. Ok, chu vi của cái hình tròn trong cái hình đấy đó sẽ là bao nhiêu đây? 3,14 này, các em nhân cho gì? Nhân cho d. Đúng không? Đấy, đường kính là d này. Ok. Thế còn ở đây thì chúng ta thấy độ dài cái sợi dây thép này này, sợi dây thép này nó có hai hai chiều dài của cái sợi dây đây này. Đấy thì nó sẽ có là gì? Hai cái thanh, đúng không? Như vậy thì ta tính là chiều dài hai cái thanh. Chúng ta gọi đây là thanh gì đây? Thanh làm tay cán. Đấy, thanh làm tay cán sẽ là, như vậy cái này là gì? Mỗi một cái là dài là b, đúng không? Thì mình sẽ là gì? B nhân nhân cho 2. Ok không nhỉ? À, như vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ tính được là chiều dài của cái sợi sợi dây thép. Vậy thì chiều dài cái sợi dây thép này đó sẽ là, ấy thì kem sẽ lấy cái gì đây? À, lấy chu vi của cái hình tròn này này là 3,14 nhân cho d đúng không? Rồi sau đó chúng mình cộng với gì, cái chiều dài của hai cái thanh làm tay cán, tức là gì, cộng cho b nhân nhân 2. Đó, như vậy đây mới là công thức chuẩn này. Vậy bây giờ mình sẽ so xem trong hai người ở trên ai đúng. B cộng 3,14 nhân d có không? Thiếu rồi, bờm nào? B nhân 2, ok, cộng 3,14 nhân d đúng không? Chính xác. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời ngay được rồi đúng không? Vậy thì ai nói đúng? À, vậy thì hai chúng ta đã dùng vậy ở trên thì chúng ta nói do đó bấm là cái người nói đúng các em nhé. Ok rồi. Đấy, như vậy mình đã hoàn thành được cái bài số 2. Sang bài 3 nào. Bài 3 người ta cho đây. Này, cái bài số 3. Ok. Một cái sợi dây thừng quấn quanh một gốc cây hình tròn có đường kính d. Đấy, là bằng này. Đúng 3 vòng. Phần dây không quấn vào thân dài 2,8 mét. Hỏi cái sợi dây thừng này dài bao nhiêu mét? Đấy, chúng ta chú ý là gì? Nó quấn vào cái thân cây á, mà 3 vòng. Thì chúng ta phải tính cái gì trước nhỉ?
À, tính chu vi của máy một vòng trước đúng không? Đúng chưa nhỉ? Ok, như vậy ta sẽ tính là chu vi một vòng. Đúng không? Một vòng gốc cây. Đó là ok, như vậy thì chúng ta sẽ lấy đường kính rồi đúng không? Thì sẽ là 3,14 nhân cho đường kính nhân cho d, d ở đây là mấy? D là 4. Đúng không? Chu vi của một và từ từ. Đơn vị của thằng này là mét, đơn vị thằng này là decimet. Thôi rồi mình cứ để đơn vị là decimet trước đó đi. Có đường kính được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy là 3,14 này, các em nhân lên cho cái đường kính của nó là 4. Đúng không? Thì chúng ta sẽ được là 12,56. Đơn vị ở đây là gì? Decimet đã nhá. Nhưng mà cái gì? Cái sợi dây này này quấn 3 vòng. Quấn 3 vòng. Ok. Vậy thì mình sẽ tính là gì? Chiều dài cái sợi dây mà quấn này 3 vòng đúng không? Quanh cái gốc cây đó là được chưa nhỉ? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy chiều dài của một vòng nè. Một vòng này chính là chu vi của một vòng này, 12,56 này, các em nhân lên cho 3 vòng. Được chưa? Ok không? Đấy. Vậy thì 12,56 á, chúng ta nhân lên cho 3. Mình sẽ được là 30 37,68. 68 đơn vị đây là gì? Decimet. Rồi, bây giờ chúng ta mới đổi cái anh này ra. Đơn vị là gì? Mét. Đúng không? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì tôi yêu cầu tính cái sợi dây này này, nó dài là bao nhiêu mét. Đấy, nên mình đổi cái thằng này ra mét. Vậy thì 1 mét thì bằng 10 decimet mà chúng ta có bằng này 37,68 deci. Muốn đổi ra mét thì các em phải chia nó cho mấy? Chia nó cho 10. Đúng không? Thì sẽ là 3,768 mét. Ok, vậy thì ba cái vòng nó dài bằng này và cộng thêm cái đoạn không quấn vào nữa nè. Đấy, vậy thì đến đây chúng ta sẽ có lời giải thứ ba. Đó là gì? Chiều dài cái sợi dây đó là các em sẽ lấy bao nhiêu? 3,768 cộng cho mấy nữa? 2,8. Ok. Được chưa? Như vậy mình sẽ được bao nhiêu? 6,568 mét. Ok nhá. Và đến đây các em ghi đáp số cho thầy. 6,568 mét. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Rồi, chúng mình sang cái bài số 4 nào. À, bài số 4 cái gì? Có rùa, hai chú rùa. Hai chú rùa cùng đi. Không phải là hai chú dê đi qua một cái cầu đúng không nào? Dê trắng và dê đen. Đấy, đây là hai chú rùa nhá. Không biết hai chú rùa có phải đi qua cầu không nữa đây. Rồi, chú rùa màu vàng, ai màu vàng bò từ A đến B. À, chú bò từ A này đến B đây. Theo đường màu đỏ. Đấy, rùa màu vàng đi theo đường này. Ok. Còn chú rùa màu nâu thì bò ngược lại từ B đến A, chú lại đi theo đường màu xanh. Ok. Hỏi chú rùa nào bò quãng đường là dài hơn? Đấy, vậy thì các em chỉ cần nhìn lên này. Từ A đến B. Đấy,
Vậy thì chú rùa này này, chú đi đoạn hai cái hình tròn này có bán kính là 3 dc, hình tròn này có bán kính là mấy? Mấy đây? 5 dc. Nhưng mà cái chú rùa này này, đấy, chú rùa màu xanh này này, chú chỉ đi một cái hình tròn có đường kính luôn, đúng không? Đường kính của chú này, đường kính này là mấy đây? 3 cộng 3 cộng 2, đúng không? Cộng cho 5, cộng cho mấy? Cộng cho 5. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tính được chú nào đi nhanh hơn, đúng không? Rồi, thì đầu tiên chúng mình sẽ tính gộp luôn nhá. Cái quãng đường này, quãng đường cái chú rùa màu màu gì? Màu vàng đi là đây, thì thầy sẽ làm từng cái nhá. Mình sẽ tính này, chu vi của cái hình tròn này trước này. Hình tròn có bán kính là 3, là 3,14. Cái âm nhân cho mấy? Nhân cho 3. À xin lỗi, nhân cho 2. Rồi sau đó mình nhân tiếp cho gì? Cho 3, đúng không? Vì đây là bán kính mà. Rồi, cộng cho cái đường tròn thứ hai chú đi này cũng có D. Cũng có D là gì? 1. Đấy, tức là cái bán kính ở đây là 1. Vậy thì cộng cho hình tròn thứ hai nhá, là 3,14 nhân cho 2, rồi nhân cho mấy? Nhân cho 1. Được chưa? Đường tròn thứ ba này chú đi được. Đường tròn này có bán kính là 5. 3,14 nhân cho 2, rồi lại nhân cho mấy? Nhân cho 5. Đó, như vậy chúng ta tính ba cái này ra thì sẽ ra được quãng đường của ông này. Được chưa? Mình tính từng cái một nhé. Hình tròn thứ nhất nào, 3,14 kem nhân cho 2 nhân cho 3. Như vậy anh này anh ta được là 6. Cộng cho 3,14 nhân cho 2 rồi nhân cho 1 thì đây được bao nhiêu? Quá. Sao lại nghịch lý thế này? 3,14 nhân 2 nhân 1 thì đây, anh này được tới 6,28, sao anh kia lại ngắn hơn? Kỳ cục nhỉ. Từ tính lại anh này đi, 3,14 nhân cho 2 rồi chúng ta nhân tiếp cho 3, à nó phải ra là 18,84 chứ. 18,84. Ok. Rồi tương tự 3,14 kem nhân cho gì? 2 nhân cho mấy? Nhân cho 5. Chúng mình sẽ được 31,4. Như vậy mình cộng tất cả ba cái này vào, đúng không? Thì sẽ được kết quả là bao nhiêu? Được kết quả bao nhiêu đây? À, như vậy ta sẽ được là 56,52. Chính xác không? 56,52 decimet. Đấy, như vậy anh này anh đi hết là bao nhiêu? 56,52 đơn vị, đây là decimet. 6,28 cộng 31,4, đúng rồi. Ông nội ông làm sao nó có bằng bao nhiêu? Thiếu hả? Này thì
cho có D thôi mà. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tính này, sẽ tính luôn cái đường kính của cái hình tròn màu xanh á, đúng không? Đường kính của cái hình tròn màu xanh, hay chúng ta tính là cái đoạn đường AB đi. Đấy, đoạn đường AB nhé. Đoạn đường AB này chính là gì? Đường kính, đúng không nào? Đường kính của cái hình tròn màu màu xanh. Đây chính là gì? Cái quãng đường mà anh nào? Anh gì? Anh rùa màu màu nâu, anh ấy đi. Đúng nào? Đó, như vậy các em chú ý này. Ở đây là 3 với 3. Đấy thì chúng ta phải cộng vào này. Hình tròn thứ nhất là 9 này. Cộng cho mấy? Cộng cho hình tròn thứ hai. Đấy, từ đây đến đây là 1 này. Vậy thì đây đến đây sẽ là 1 nữa, chúng ta cộng cho 2 nhá. Đây đến đây là 5. 5 cộng với 5 thì cộng tiếp cho mấy? Cộng cho 10. Được không? Như vậy 10 cộng với 11 thì sẽ là 2. 21. Đúng không? Đấy thì đường kính ở đây sẽ là 20 21 dm. 3 nhân 2. 3 cộng 3 chứ, 3 cộng 3 mà. Đúng không? 3 cộng cho 3. Qua đâu có 3 cộng 3 đây là 6 chứ sao thầy lại ghi là 9 nhỉ? 3 cộng 3 đây có 6 thôi. 3 cộng 3 là 6, 6 cộng với 2 là 8. 8 cộng với 10 là 18. Đấy, lấy đâu ra 21, đúng không? 18. Rồi, như vậy thì đây chính là gì? Đây chính là đường kính. Vậy thì mình sẽ tính được chu vi, hay đây chính là quãng đường mà cái chú rùa màu gì? Màu nâu sẽ đi là, đúng chưa? Chính là chu vi của hình tròn này. 3,14 nhân cái này là D rồi, nhân cho 10, 18. Được không? Rồi, như vậy thì các em sẽ lấy 3,10, 18. À, xin lỗi, 3,14 á, các em nhân cho bao nhiêu? Nhân cho D là nhân cho 18. Mình sẽ được là 56,52. Đơn vị đây cũng là decimet. Ok không nhỉ? Đó. Như vậy thì đến đây mình thấy này, anh này cũng đi 56,52. Anh này anh cũng đi 56,52. Vậy thì dựa vào câu hỏi để chúng ta trả lời, chú rùa nào bò quãng đường dài hơn? À, như vậy chúng ta trả lời ngay và luôn được không? Vậy thì hai cái chú rùa sẽ bỏ cái quãng đường như thế nào? À, bằng nhau nhé. Ok, xong chưa? À, như vậy thì đây chúng ta mới tính là gì? Nó bằng nhau rồi, nhưng mà cái kết quả này chưa phải là kết quả đầy đủ chính xác nha các em. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái chú rùa đây này chỉ bò có một nửa cái đường tròn này thôi, đúng không? Đó, như vậy thì đến đây này các em phải chia nó cho hai nữa. Đấy, được bao nhiêu chúng ta chia cho hai nha. Chia cho hai bởi vì sao? Cái hình tròn này nó chỉ bò một nửa thôi mà, một nửa, nhưng mà chúng ta tính đây là gì? Tính nguyên cái chu vi, đúng không? Đó, mấu chốt là chỗ này đây. Được chưa? Như vậy chỗ này chúng ta sửa lại này, mỗi cái này mình chia cho gì? Chia cho hai thôi. Ok, anh này mình cũng chia cho hai. Ở đâu rồi? Rồi đây ta cũng phải chia cho hai nhá thì nó mới được nha các em. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ bò có một nửa cái hình tròn thôi. Đấy, chứ không phải là bò nguyên. Đúng không? Còn chúng ta tính đây là gì? Tính nguyên cái đường tròn. Được không?
Hiểu không nhỉ? Đấy, như vậy thì đến đây mình chỉ việc tính lấy cái gì? Lấy cái 56,52 đây này, các em chia cho 2. Đó. 56,52 chúng ta chia nó cho 2 á, thì chúng ta sẽ được là 26. À xin lỗi, 28,26. 28,26. Thì tương tự như vậy á. Đấy thì từng ông này chúng ta cũng chia cho 2 đúng không? Đấy, nháp thì nháp luôn nhá. Không có là giáo viên lại bảo sao mà chỗ này cái gì vậy con? Rồi không biết đường giải thích nhá. Rồi vậy thì anh này mình cũng phải làm sao chia cho 2, bởi vì sao chú rùa này cũng chỉ bò có bao nhiêu nửa cái hình tròn này thôi chứ không phải bò nguyên, đúng không? Như vậy thì đây cũng bằng bao nhiêu, giống như trên thôi, 28,20 26. Đấy, như vậy thì hai chú rùa này vẫn là bò quãng đường là bằng nhau nhá. Vì sao? Vì cũng 28,26 dc này. Được chưa? Đó, ok nhá. Đến đây được chưa các em? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài số 4 trong tiết 3 này nhá. Đừng quên là chia sẻ kênh, chia sẻ video đến cho các bạn. Bye bye.